Mình xin chào các bạn, mình tên là Phạm Nam Phong, mình đến từ Tiên Phong Ba Vì, Hà Nội. Mình hôm nay mình tham gia chạy hè 3 ngày 2 đêm cùng với Học viện Nhân loại Việt Nam. Mình cảm ơn thầy Vũ Đức Trường vì đã tổ chức một trại hè rất vui và thú vị. Mình ấn tượng nhất là trò lội bồn bắt trạch. Mình xin cảm ơn các bạn và quý thầy cô.